Xin mến chào tất cả bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn cái cách mình xử lý một cái tấm ảnh thờ được chụp lại từ điện thoại trên cái giấy căn cước công dân. Rồi thì về cơ bản thì mình vẫn khuyên các bạn nên giữ cái size gốc, tại vì đây là một cái tấm ảnh được chụp lại khá là mờ. Đây là cái size gốc của chúng ta khoảng chừng 800 KB ha. Rồi thì để mình làm sao mà cho nó đẹp thì mình trước tiên mình vẫn ưu tiên là mình sử dụng cái file gốc, và sau đó mình sẽ đưa vào cái phần mềm. Các bạn có thể sử dụng nhiều phần mềm khác nhau, nhưng trong video này mình chia sẻ các bạn cái phần mềm HipFile Photo. Thì đây là cái phần mềm sẽ hỗ trợ mình tăng nét lên khoảng chừng 800% để cho nó nhanh và hiệu quả. Thì ở đây nó có hai chế độ. Trước tiên là mình sẽ sử dụng chế độ Shop, tại vì đây là một trong những cái ứng dụng mình thấy nó vừa tăng size lên 800% và chạy khá là nhanh. Rồi thì cái tấm ảnh chúng ta sẽ được sắc nét như thế này. Tuy nhiên thì mình sẽ chọn thêm một lần nữa ở chế độ Shop V2. Thì ở đây mình sẽ test hai cái chế độ cho các bạn tham khảo, để trong quá trình mà các bạn sử dụng thì có thể biết được là cái phần mềm này nó hoạt động như thế nào. Thì theo mình thì mình thấy Shop V1 và Shop V2 nè, các bạn thấy nó có sự khác nhau một chút. Có nghĩa là Shop thì nó sẽ hình chúng ta nó sẽ sắc nét lên. Còn Shop 2 thì nó gần giống với hình gốc, có nghĩa là nó sẽ không có sắc nét. Tuy nhiên thì trong trường hợp này mình thấy cái tấm ảnh chúng ta nên sử dụng cái Shop ha, tại vì nó hỗ trợ cho mình là sắc nét vùng tóc và dùng môi của chúng ta nó rất là sắc nét vùng mắt nè, lên khá là chi tiết. Rồi bây giờ mình sẽ import ra. Các bạn lưu ý là ở đây mình đang sử dụng cái này nó 800% nên cái tốc độ của nó lên 5 MB nữa ha, từ vài trăm kilobyte lên tới 5 MB. Đó, đây là cái tấm ảnh của chúng ta nè. Rồi thì ở đây mình sẽ kết hợp lại hai cái tấm này. Ví dụ như ở đây mình đang sử dụng cái tấm ảnh là 2535 thì mình sẽ bỏ nó qua như thế này để mình dễ tiện trong quá trình mà xử lý những cái ảnh đó. Các bạn thấy không, mình sẽ chỉnh sửa nó làm sao mà cho nó gần giống nhìn gốc, nên nó hơi mình làm nó hơi lâu một chút ha. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng một cái phần mềm mà có sẵn trong login Photoshop, thì các bạn có thể sử dụng nó trên trong đây để mình phát cái khuôn mặt lại xem nó có được hay không. Tại vì đây là cái phần mềm mà mình thấy nó cũng khá là hay, nếu như các bạn ứng dụng một trong hai phần mềm này để hỗ trợ thì nó cũng rất là tốt đó. Thì cái phần mềm này nó sẽ hỗ trợ mình cũng tăng nét cái tấm ảnh lên rồi đó, các bạn thấy không. Thì hai cái phần mềm này các bạn đều sử dụng được, nhưng mà tuy nhiên thì mình, nếu như mình thì mình thường mình sẽ kết hợp hai cái phần mềm lại để tạo ra một cái tấm ảnh đẹp đó. Thì các bạn thấy mình sẽ giữ lại những cái chi tiết này, tại vì theo mình thì cái vùng khi mà tái tạo lên thì nó sẽ sắc nét như thế này và làm nó hình rõ lên. Tuy nhiên thì những cái vùng môi và những cái vùng khác mình muốn nó đẹp nên mình phải lấy lại như vậy. Rồi thì trong trường hợp này mình sẽ làm để cho các bạn tham khảo thôi, trên thực tế thì mình sẽ làm nó nhanh hơn ha. Đó, mình muốn lấy lại cái tấm hình gốc. Ok, thì bước sau mình vẫn còn rất là nhiều những cái AI để hỗ trợ mình nữa. Tuy nhiên thì mình muốn sử dụng làm sao mà cho nó tương đối thôi, nói chung là làm sao mà cho nó đẹp và giống là được. Các bạn có thể ứng dụng bất kỳ cái phần mềm nào. Rồi làm tới đây thì mình thấy nó ok rồi đó. Còn về cắt hình thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên mình dựa vào cái hình gốc ha. Tuy nhiên cái hình gốc nó mờ, nhưng mà mình cũng có thể mình tìm cách mình làm sao mà cho nó nhìn nó cũng gần giống như hình gốc, nên mình đa phần mình vẫn chọn cái cách là mình cắt từ cái file gốc để cho cái tấm ảnh của chúng ta nó không khác quá nhiều. Thì đây là cái cách mà mình hay sử dụng đối với một số hình mà nó mờ như thế này, hoặc là cái hình mà người già thì người ta rất ưu tiên giữ lại những cái hình gốc, nên mình sẽ làm từ từ. Rồi trong cái trường hợp này thì mình đã cắt như thế này đó, so với hình gốc thì đã khá ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đổi phông và thay vết. Thì những mẫu vết này các bạn có thể tải miễn phí tại trang web tiếngbt.com. Thì khi mà các bạn đưa mẫu vết vào, các bạn cứ việc cân chỉnh nó làm đều với cái khung hình là được. Các bạn lưu ý là khi mà mình làm những cái ảnh này các bạn nên cân cái vai và cái tay áo này cho nó tương đối, để hình của chúng ta nó khi mà in ra rồi thì nó sẽ nhìn nó cân đối và nó đẹp hơn ha. Sau khi mà các bạn cân chỉnh xong trên Photoshop cắt ghép đầy đủ, thì mình ưu tiên sử dụng Keray AI để sử dụng nó để tăng nét cái tấm ảnh lên. Tuy nhiên thì trong cái phần này các bạn hãy lưu ý, khi mà các bạn sử dụng AI này, theo mình thì mình sẽ copy cái dòng lệnh mà AI đã đọc và sau đó mình sẽ sửa lại cho nó chính xác và cụ thể. Thì hiện tại thì mình đang sử dụng cách này thấy rất là hiệu quả, nên mình chia sẻ các bạn đang sử dụng cái AI này thì các bạn nên copy cái dòng lệnh và các bạn đưa qua bên Google dịch sẽ dịch, và sau đó chúng ta sẽ xác định lại là nó
là một cái tấm ảnh của mình như thế nào. Thì trong trường hợp này mình đã mô tả là một cái tấm ảnh của một ông già lớn tuổi có mái tóc râm, thí dụ vậy. Thì cái phần mềm AI nó sẽ hiểu và nó sẽ đọc cho chúng ta chính xác hơn, trong khi mà AI nó đọc á, có lúc đọc được, có lúc đọc không được. Nên chính vì thế nên đa phần á, thì hiện tại các bạn nên mô tả càng chính xác thì AI nó càng hoạt động tốt, và nó hỗ trợ mình rất là tốt trong quá trình mà các bạn tăng nét những cái ảnh như thế này. Nói chung là các bạn nghĩ là mô tả càng chi tiết, càng ngắn gọn á, thì AI nó sẽ dễ dàng thực hiện cho mình hơn. Các bạn nhấn Enhancer là được rồi. Rồi thì các bạn thấy khi mà mình đã sử dụng cái AI này á, thì nó tạo chúng ta được cái vùng da và vùng tóc. Còn lại thì nó nhìn nó khá là xấu ha, nó không có giống như cái hình cũ. Rồi mình sẽ kết hợp cả hai lại để mình tiến hành xử lý lại cái tấm ảnh này. Rồi bây giờ mình sẽ đưa qua bên đây. Các bạn lưu ý khi sử dụng AI á, thì cái áo của chúng ta nó sẽ bị khác khá là nhiều nha. Nên khi mà sử dụng AI á, mình chọn lại cái áo của hình gốc nha. Tại vì nó nhiều khi nó vẽ thêm nút, thêm này thêm kia thì mình không có thấy rõ, thì nó ra cái tấm hình bị lỗi đối với những cái chi tiết phức tạp. Rồi còn cái vùng da, vùng tóc thì mình thấy nó ok rồi. Giờ mình sẽ tiến hành lấy lại. Thì cái phần lấy lại này cũng là một trong những cái phần rất là khéo tay nha các bạn. Các bạn phải lấy làm sao mà cho nó vừa đủ ở đây, nói chung là vừa đủ, không dư mà cũng không có làm lố quá, thì tấm ảnh của chúng ta nó mới chân thật và nó đẹp. Thì đây là một trong những cái phần cũng hơi là khéo một chút ha. Rồi thì đây là cách mình chia sẻ các bạn trong những cái video gần đây mà mình ứng dụng những AI vào trong thực tế phục hồi những cái ảnh. Mình thấy nó khá là hay nên chia sẻ các bạn nào mà đang học hoặc là đang làm full shop dịch vụ có thể tham khảo và ứng dụng vào thực tế ha. Rồi nếu các bạn quan tâm đến những cái cách phục hồi ảnh hoặc là những cái phần mềm mới về phục hồi ảnh cũ á, thì có thể tham khảo và đăng ký kênh. Mình sẽ thường xuyên chia sẻ các bạn những cái kinh nghiệm mà mình biết được trong quá trình xử lý ảnh cũng như làm ảnh dịch vụ. Rồi chúc các bạn thành công và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào. Thì tấm ảnh này mình chỉ cần xử lý vài bước nữa là xong rồi.